Rồi quý vị, tiếp theo bonsai 108, một cây sâm hương 450k, bao ship toàn quốc nha. Cây này là cái phôi nha quý vị, mà cây này 450 là cái cây này tôi quay cho anh Quốc ở Sài Gòn nha. Không gậy yêu cầu hoài, không gậy cả tuần trước, nay tôi rảnh tôi quay cho anh cây nha. Nếu mà anh có lấy thì tôi giao anh, còn không thì tôi giao người khác nha. 450 là miễn trả giá nha anh Quốc. Cây này tôi bán cho anh là tôi lời được có 50.000 thôi nha anh Quốc. Đó nha, cây này là tôi mua là 300 mấy chục ngàn, rồi tiền ship từ nữa là tôi còn lại anh có 50 thôi nha, đừng có trả giá nha. Đây cành số 1 có rồi, cành số 2 nè, đó là cái đỉnh nè, đó ha, đầy đủ đồ chơi hết trơn nha. Về chế biến lại chơi nha, đây cây số quay về mặt sau luôn nha. Cây này là đế điều nha anh Quốc, đó sống khỏe rồi nè ha, đâm chồi nhảy tược hết trơn rồi ha. Quen vòng nha, cái cây này nó bự dữ lắm nha. Em coi chai trà xanh nè, kế bên chai trà xanh không độ nè. Đó, cái đế nó khủng khiếp lắm nha. Nè, đó, quay ngoài sau luôn nè. Đó, có cốt cạnh đầy đủ hết trơn luôn ha. Nè, đế nè. Cây này phải bán 5 xị mới có lợi nha, mà thôi bán 450 thôi. Đó, muốn chơi tàn Malaysia chơi cây bài cũng được luôn ha. Có cốt cạnh đầy đủ hết trơn. Rồi nếu anh không lấy tôi bán cho khách hàng khác nha. Tại yêu cầu thì tôi quay cho anh vậy thôi. Rồi 450 bao ship toàn quốc. Bảy giờ mấy hả bì? Rồi kết thúc luôn quý vị ơi, 450 nha, xuống đi bì.